Hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số quy định của pháp luật liên quan tới việc thừa kế đất đai của bố mẹ. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì thừa kế được hiểu là sự dịch chuyển tài sản của người đã qua đời cho người còn sống. Tài sản để lại gọi là di sản. Quyền sử dụng đất là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tích từ việc sử dụng đất được nhà nước giao, cho thuê hoặc được chuyển giao từ những chủ thể khác thông qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, v.v. từ những chủ thể khác có quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất là một trong những loại tài sản thừa kế hợp pháp mà người qua đời để lại cho những người thừa kế thông qua di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật. Như vậy có thể hiểu thừa kế quyền sử dụng đất hay thừa kế đất đai là việc chuyển quyền sử dụng đất của người đã qua đời cho người thừa kế. Con cái được thừa kế đất đai của bố mẹ khi đất đảm bảo đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất là quyền sử dụng đất thừa kế phải thuộc tài sản sở hữu của bố mẹ để lại. Thứ hai là đất không có tranh chấp. Thứ ba là quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Và thứ tư là đất vẫn trong thời hạn sử dụng đất. Trường hợp khi bố mẹ qua đời có để lại di chúc hợp pháp. Nếu di chúc chỉ định để lại đất đai cho một hay nhiều người con và đã xác định rõ ràng phần thừa kế của từng người, thì những người con được chỉ định đó có quyền hưởng di sản theo di chúc. Nếu bố mẹ để thừa kế đất đai cho nhiều người con, nhưng trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người, thì những người con lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, xin công chứng, chứng thực vào văn bản này để làm căn cứ gửi lên cơ quan có thẩm quyền về đăng ký đất đai. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản được lập để chia cụ thể cho từng người và mỗi người có quyền sử dụng riêng. Trong trường hợp các người con không thỏa thuận phân chia di sản được, thì có thể yêu cầu tòa án có thẩm quyền nơi có đất thừa kế để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật. Khi bố mẹ qua đời mà không để lại di chúc hợp pháp, thì đất đai sẽ được chia thừa kế theo quy định, cụ thể là chia theo hàng thừa kế. Theo đó đất đai sẽ được chia đều cho những người cùng hàng thừa kế và chỉ chia cho những người ở hàng thừa kế sau. Khi những người ở hàng thừa kế trước đã qua đời, không có quyền thừa kế, bị tước quyền thừa kế, từ chối nhận di sản thừa kế. Cụ thể, theo Bộ Luật Dân sự thì có 3 hàng thừa kế như sau. Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người qua đời. Hàng thừa kế thứ hai bao gồm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người qua đời, cháu ruột của người qua đời mà người qua đời là ông nội, ông ngoại, bà ngoại. Hàng thừa kế thứ ba bao gồm cụ nội, cụ ngoại của người qua đời, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người qua đời, cháu ruột của người qua đời mà người qua đời là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột của người qua đời mà người qua đời là cụ nội, cụ ngoại, vân vân. Nếu người duy nhất được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản thừa kế đó, có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận thừa kế. Sau khi xác định việc thừa kế theo di chúc hay theo pháp luật, tất cả những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người để lại di sản sẽ tiến hành công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản. Theo quy định tại Nghị định số 29 năm 2015 của Chính phủ, thì yêu cầu công chứng viên hoặc công chứng tư pháp cấp xã công chứng, chứng thực và thực hiện niêm yết công khai trong thời hạn 15 ngày tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi bố mẹ thường trú cuối cùng trước khi qua đời. Hồ sơ bao gồm giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản, giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ pháp lý của những người thừa kế còn sống tại thời điểm làm thủ tục. Trường hợp thừa kế theo pháp luật thì phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản. Trường hợp thừa kế theo di chúc
phải có bản sao hoặc bản gốc di chúc. Trường hợp có các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế phải được thanh toán thì cần có các giấy tờ, tài liệu liên quan về việc có nghĩa vụ tài sản, việc đã thanh toán hay chưa thanh toán các nghĩa vụ tài sản này. Nếu sau 15 ngày niêm yết, nếu không có khiếu nại tố cáo thì tiến hành sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thừa kế cho con. Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 thì người thừa kế nếu rơi vào các trường hợp sau đây sẽ không được hưởng thừa kế nhà đất từ cha mẹ, bao gồm: thứ nhất, con không còn sống vào thời điểm thừa kế. Cụ thể, người thừa kế tức con cái phải là cá nhân, phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hay sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản qua đời. Thứ hai, người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó. Thứ ba là người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng để người để lại di sản. Thứ tư là người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng của người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng. Thứ năm là người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc, giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy hoại di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản. Thứ sáu là trường hợp con không có tên trong di chúc thừa kế của cha mẹ. Cụ thể, cha mẹ, người để lại di sản có di chúc nhưng trong di chúc không đề cập đến việc để lại tài sản cho con thì người con sẽ không được hưởng thừa kế nhà đất hay bất kỳ tài sản nào theo nội dung của di chúc. Và trường hợp thứ bảy là con bị trút quyền thừa kế. Cụ thể, trong trường hợp người thừa kế có đủ điều kiện thừa kế nhưng người để lại di sản trút quyền thừa kế ngay trong di chúc thì người thừa kế sẽ không được hưởng di sản thừa kế. Như vậy là kênh vừa trao đổi xong với mọi người một số quy định liên quan tới việc thừa kế đất đai của bố mẹ. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.